Trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc, thuộc Phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp xử lý hiện trường, xác định nguyên nhân vụ xe container tông giải phân cách cuốn xe máy vào gầm. Xe container nổ lốp cuốn xe máy vào gầm, người đàn ông may mắn thoát chết. Đến trưa ngày 16 tháng 4, trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp xử lý hiện trường, xác định nguyên nhân vụ xe container tông giải phân cách cuốn xe máy vào gầm. Gần 9 giờ sáng cùng ngày, xe container biển số thành phố Hồ Chí Minh chạy trên tỉnh lộ 8 theo hướng về đường Huỳnh Minh Mương, huyện Củ Chi. Khi vừa qua giao lộ tỉnh lộ 8 Lê Thị Ân, giáp xã Tân Thành Đông với xã Trung An, huyện Củ Chi thì xe container tông vào giải phân cách, lao sang làng đường ngược lại va chạm với xe máy biển số tỉnh Tiền Giang do người đàn ông khoảng 50 tuổi cầm lái. Xe container tiếp tục cuốn xe máy vào gầm, kéo lê lên vỉa hè và chỉ dừng lại khi tông ngã nhiều cây xanh, cổng rào bằng lưới thép của cửa hàng nông sản. May mắn người đàn ông đi xe máy đã ngã ra đường, chỉ bị xây sát nhẹ. Ghi nhận hàng loạt giải phân cách bị ủi phăng, phần đầu xe container bị hư hỏng và xe máy của người đàn ông bị mắc kẹt dưới gầm. Một trụ điện bị kéo nghiêng do dây điện vướng vào thùng xe container. Theo một cảnh sát giao thông ở hiện trường, nguyên nhân ban đầu được cho là xe container bị nổ lốp. Chủ tịch Thuận An Group Nguyễn Duy Hân bị bắt, ai nhận hối lộ? Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 vừa khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Duy Hân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc và Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc, cùng về tội đưa hối lộ. Ông Hưng và ông Mẫn còn bị khởi tố tội danh về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thảo, giám đốc và Đàm Văn Cường, phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Ông Hoàng Thế Du, trưởng phòng Ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cả sáu bị can trên bị khởi tố liên quan vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Theo dõi vụ án trên, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến một số cán bộ ở địa phương và dàn lãnh đạo của công ty cổ phần tập đoàn Thuận An. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 6 đối tượng có liên quan và có thể sẽ tiếp tục mở rộng điều tra vụ án này để làm rõ hành vi vi phạm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an C03 đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 đối tượng trên về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ. Theo quy định của pháp luật tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội đưa hối lộ có mức hình phạt cao nhất tới 20 năm tù. Với tội nhận hối lộ, hình phạt cao nhất đến tù trung thân hoặc tử hình nếu của nhận hối lộ từ 1 tỷ đồng trở lên. Sắp hạn chế biểu diễn đối với nghệ sĩ vi phạm Tình trạng quảng cáo thực phẩm chức năng tràn lan trên các phương tiện thông tin đại chúng có lợi dụng hình ảnh các y bác sĩ người nổi tiếng diễn viên khiến công chúng hoang mang nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được bộ y tế cấp phép sản xuất lưu hành tại việt nam bộ thông tin và truyền thông vừa có văn bản trả lời cử tri về vấn đề này theo đó đối với nghệ sĩ người nổi tiếng lợi dụng tầm ảnh hưởng lòng tin tình cảm yêu mến của người dân để quảng cáo sản phẩm sai công dụng bên cạnh việc xử lý vi phạm hành chính bộ thông tin và truyền thông đang phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch xây dựng quy chế xử lý các nghệ sĩ người của công chúng người hoạt động nghệ thuật có hành vi vi phạm pháp luật thuần phong mỹ tục có thể bị xử lý theo hướng hạn chế biểu diễn, phát sóng, quảng bá thông tin, hình ảnh, hoạt động của người vi phạm trên báo đài không gian mạng. Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định đã có biện pháp tập trung ra quét, phát hiện và xử lý các quảng cáo vi phạm pháp luật, đặc biệt tập trung trên các nền tảng mạng xã hội lớn có nhiều vi phạm là Facebook, YouTube, TikTok. Trường hợp xác định được nhân thân đối tượng vi phạm, các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Trường hợp không xác định được nhân thân, đơn vị chức năng của bộ sẽ yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới ngăn chặn, gỡ bỏ các đường link quảng cáo vi phạm, yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ internet thực hiện chặn tên miền website quảng cáo vi phạm. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trả lời cử tri. Đang chờ cây mê phẫu thuật, gia đình người bệnh bỗng sinh về vì sợ đụng dao kéo. Bà Nguyễn Thị Dung, 58 tuổi, Hà Nội phát hiện ung thư đại trực tràng sau thời gian dài đại tiện khó khăn. Bà được bác sĩ tư vấn rất kỹ về phẫu thuật cắt u, nối đại tràng và hóa trị triệt để tế bào ung thư còn sót. Ngày phẫu thuật, ekip mổ sẵn sàng, bà Dung lên bàn mổ, chờ gây mê. Gia đình bất ngờ gọi yêu cầu đưa người bệnh về không mổ vì sợ đụng dao kéo, bệnh sẽ di căn nhanh hơn. Bà Dung rời khỏi khu mổ trong sự ngỡ ngàng, tiếc nuối của các y bác sĩ. Dù giải thích cặn kẽ rằng y học phát triển và mổ nội soi giúp bệnh nhân nhanh chóng bình phục, có người bị ung thư giai đoạn 4 vẫn sống trên 5 năm sau mổ nhưng bệnh nhân vẫn mau chóng sinh ra viện, về nhà uống thuốc nam. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Hải Nam, Phó trưởng khoa ngoại 1 Bệnh viện K Hà Nội kể lại. Nhìn người bệnh lặng lẽ rời phòng mổ, bác sĩ cảm thấy tiếc nuối và nghĩ tới tương lai sắp tới khối u xâm lấn gì căng thì bà không còn cơ hội phẫu thuật. Theo bác sĩ Nam, nhiều người cho rằng khi chẩn đoán xác định là ung thư thì không được động chạm dao kéo, bởi như vậy chỉ khiến người bệnh mau chóng đi tới đoạn kết. Đó là quan niệm không đúng, bác sĩ Nam nói. Chuyên gia khuyến cáo, người bệnh cần tin tưởng và thực hiện theo đúng phát đồ của bác sĩ chuyên khoa, chữa trị sớm nhất có thể, thực hiện chế độ dinh dưỡng đầy đủ chất giúp cơ thể chống chọi bệnh tật. Xuất hiện vệt màu đen dài hơn 100 mét trên bãi biển Nam Định những ngày gần đây, tại bãi biển thị trấn Quốc Lâm, huyện Giao Thủy, Nam Định, xuất hiện những vệt màu đen bất thường kéo dài hơn 100 mét. Theo phản ánh của người dân địa phương, khoảng 10 giờ ngày 13 tháng 4, chất màu đen bắt đầu xuất hiện lẫn trong nước biển, bị sóng đẩy vào bờ. Khi thủy triều lên, sóng lớn, chất này tiếp tục bị đẩy lên bãi biển. Thậm chí khi sóng cao, kéo theo chất màu đen bị đẩy qua bờ đê biển. Qua kiểm tra, chất có màu đen nhánh, nhỏ vụn như mùng cưa, nhẹ, nổi trong nước. Ngày 15 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Giao Thủy đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường huyện, Ủy ban Nhân dân thị trấn Quốc Lâm cùng đồn biên phòng Quốc Lâm huyện Giao Thủy kiểm tra. Ông Doãn Phi Trường, Phó trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Giao Thủy cho biết, đây không phải tạp chất dầu loan hay dị vật bất thường. Người dân địa phương gọi tên chất này là bợn. Ông Trường lý giải, đặc thù địa lý của bãi biển Quốc Lâm huyện Giao Thủy là nằm cuối nguồn, Đầu nguồn là con sông Hồng dẫn nước chảy qua các tỉnh như Lào Cai, cuối cùng đều đổ dồn về đây. cạnh đó đây là nơi giao nhau giữa sông sò và sông hồng nên khu vực này thường phải chứa rác thải từ khắp nơi. việc này địa phương rất khó kiểm soát. ông trần huy việt đồng trưởng đồn biên phòng quốc lâm huyện giao thủy cũng đưa ra lời giải thích về vệt chất màu đen bị sóng đánh giạt vào bờ biển. tình trạng này diễn ra không thường xuyên bởi khả năng cao những chất này nằm lẫn trong cát. gần khu vực này đang có công trình sửa kè, họ phải múc cát lên để bơm bê tông vào trong kè. Có thể đây chính là nguyên nhân khiến những tạp bẩn trong cát bị đảo lộn và bị sóng đánh trôi vào bờ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định loại chất thải này không đáng lo ngại vì nó không phải là tạp chất nguy hiểm. Được biết, ngày 16 tháng 4, đồn biên phòng Quốc Lâm và đơn vị dọn vệ sinh sẽ ra quét dọn sạch sẽ. CEO Apple tiêm khúc, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất hàng đầu của Apple. CEO Apple Tim Cook đã đến thủ đô Hà Nội hôm 15 tháng 4 trong chuyến thăm Việt Nam kéo dài 2 ngày, trong bối cảnh tập đoàn Apple tiếp tục chuyển trọng tâm sang các thị trường mới nổi để thúc đẩy tăng trưởng. Trong suốt chuyến thăm, lãnh đạo Apple dành nhiều lời khen cho Việt Nam. Hai năm qua, Apple cũng liên tục thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng đối với thị trường nước ta. Những năm tới, Apple có thể tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh tại đây. Nhà sản xuất iPhone đã có mặt tại Việt Nam hơn một thập kỷ và tạo ra hơn 200.000 việc làm. Từ tháng 5 năm ngoái, Apple đã mở cửa hàng trực tuyến tại Việt Nam, báo hiệu tầm quan trọng ngày càng tăng của Việt Nam với tư cách thị trường quan trọng của hãng táo khuyết. Tập đoàn cũng ra mắt Apple Pay vào cuối tháng 8, cho phép người dùng thanh toán hàng hóa và dịch vụ trên thiết bị Apple. Chuyến thăm của ông Cook diễn ra vào thời điểm thử thách đối với Apple. Số liệu do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDC công bố hôm 15 tháng 4, cho thấy lô hàng iPhone toàn cầu giảm 10% so với cùng kỳ trong quý đầu tiên của năm 2024. Apple cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường smartphone cao cấp, nơi hãng hoạt động, đặc biệt là tại các thị trường trọng điểm như Trung Quốc. Theo IDC, Apple đã âm thầm phát triển thành nhà cung cấp smartphone lớn thứ ba của Việt Nam về số lượng xuất xưởng sau Apple và Samsung. Việt Nam cũng đã trở thành một địa điểm sản xuất quan trọng khi nhà sản xuất iPhone tìm cách đa dạng hóa hoạt động lắp ráp sản phẩm bên ngoài Trung Quốc. Tháng 12 năm 2023, Nikkei đưa tin, Apple đang chuyển một số nguồn lực kỹ thuật quan trọng của iPad sang Việt Nam. Trang Max lưu ý rằng Foxconn đã sản xuất một số sản phẩm của Apple tại Việt Nam, bao gồm iPad và AirPods, đồng thời cũng có tin đồn về việc Apple sản xuất MacBook và Apple Watch tại Việt Nam. Việt Nam quan trọng với Apple không chỉ vì lượng fan ngày càng tăng mà còn vì tập đoàn đang phòng ngừa rủi ro bằng cách đa dạng hóa hoạt động sản xuất ngoài Trung Quốc, bao gồm các địa điểm quan trọng như Việt Nam, nơi Samsung đã hiện diện từ lâu ở miền Bắc. Phó chủ tịch nghiên cứu thiết bị khách hàng Brian tại IDC nhận xét. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.